Ok, xin chào các bạn ha. Bây giờ mình sẽ trải một cái trải bài, đó là ai sẽ đến với bạn tháng 8, hay còn gọi là người cũ đến hay là người mới đến ha. Bây giờ mình sẽ có 3 tụ bài, bạn có thể chọn giùm mình nha. Tụ bài số 1, tụ bài số 2, tụ bài số 3. Rồi, bạn có thể bấm đứng màn hình lại ha. Xong sau đó là bạn chọn một trong 3 cái tụ bài này. Được chưa? Xong sau đó thì chúng ta sẽ cùng nghe thông điệp. Và đây là cái thông điệp cho bài chung, cho nên các bạn nên đón nhận thật là cởi mở ha. Đó. Đây là một cái thông tin tham khảo. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 1 ha. Coi người mới hay là người cũ trong cái tháng 8 này đến với bạn ha. Rồi, đầu tiên là cái lời khuyên cho bạn là điều gì đến trong cái cuộc sống của bạn. Khi nó là một vấn đề của trái tim thì nó sẽ không có đúng hay là không có sai. Tất cả những cái sự lựa chọn sẽ cho bạn một cái gọi là giống như là một cái sự, nó sẽ giống như là sự giãn nở về cái mặt linh hồn để cho bạn có thể hiểu hơn về cuộc sống và hiểu hơn về tình yêu ha. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem ha. Cái năng lượng này thì đầu tiên là mình sẽ cảm nhận được đó là bạn nên hoặc là bạn sẽ tìm thấy rất là nhiều những cái niềm vui trong cái cuộc sống của bạn. Niềm vui nó giống như là một cái mùa xuân vậy đó, nó sẽ kết nối bạn với lại những cái ánh sáng hoặc là những cái nguồn năng lượng cao hơn ha. Hãy đi tìm kiếm sâu sắc hơn trong trái tim mình cái nguồn ánh sáng chứ không phải là những cái bóng tối ha, và hãy tìm kiếm điều đó trong mỗi con người để bạn có thể phát triển được cái khía cạnh ánh sáng trong bản thân của mình. Khi mình tập trung vào cái điều gì thì nó sẽ cái điều đó nó sẽ lớn lên. Khi mình tập trung vào ánh sáng thì ánh sáng nó sẽ lớn lên đó. Hãy enjoy cái cuộc sống này. Và năng lượng này thì mình cũng cảm thấy là bạn sẽ được enjoy cái cuộc sống, sẽ được thưởng thức cái cuộc sống trong cái tháng 8 này ha. Và cái tình huống của bạn thì mình nghĩ ở đây là người cũ nha. Một cái người mà bạn đã biết rồi, một cái người mà bạn cũng có lăn tăn về họ. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ cùng xem tiếp hơn là người cũ như thế nào ha. Và cái vấn đề ở đây là cái tình huống trong cái cuộc sống của bạn ấy, nó sẽ được cải thiện. Bạn hãy cố gắng chờ đợi thêm một thời gian nữa. Nếu như mà cái đối tượng đó của bạn là cung Thiên Bình Bảo Bình Song Tử hoặc là cung Song Ngư Cự Giải Bò Cạp ha, các cung này là chỉ là các cung tham khảo thôi, cả nam và nữ các bạn ha. Đó thì mình thấy rằng là bạn sẽ rất là sáng sủa, rất là tuyệt vời, gọi là người khác nhìn vô họ sẽ rất là ngưỡng mộ bạn, hoặc là bạn sẽ được rất là nhiều người theo đuổi, hoặc là bạn sẽ rất là tích cực trong cái khoảng thời gian này. Thì có một hoặc là hai người đến với bạn trong cái khoảng thời gian này nha. Và cái giai đoạn mà bạn bấn loạn hoặc là bạn mệt mỏi hoặc là bạn cảm thấy là bạn sợ cái sự tổn thương có thể nó sẽ đi qua, và cái tháng 8 này nó sẽ mang lại cho bạn một cái giai đoạn mà tha thứ và hãy chấp nhận cái tình yêu, hoặc là hãy gọi là sẽ tích cực hơn ha, sẽ tích cực hơn, sẽ yêu đời hơn. Thì cái năng lượng này là cái người đó đó họ sẽ kết nối lại với bạn, họ sẽ kết nối lại với bạn, cái người đó sẽ rất là vui vẻ kết nối lại với bạn nha. Đó, cái năng lượng đó là cái người đó sẽ rất là vui vẻ kết nối lại với bạn. Thì nếu như mà cái năng lượng này á mà thật sự thì mình thấy á, là có hai người đến với bạn, thì cái người mà trẻ trung á, cái người mà trẻ hơn á, cái người mà trẻ hơn, cái năng lượng của cái người đó đó có thể mang đến cho bạn một cái sự khởi đầu mới, hoặc là cho bạn thấy được là họ rất là quan tâm, hoặc là bạn là một người gọi là rất là xứng đáng ha, rất là xứng đáng. Hoặc là bạn sẽ có một một cái gọi là ngoài cái vấn đề người cũ nha, ngoài cái vấn đề người cũ thì bạn còn có thể là sẽ có người họ đến để hỗ trợ cho bạn về mặt chuyên môn, về cái cuộc sống, nói chung là giống như họ hỗ trợ cái cuộc sống của bạn đó. Thì cái năng lượng này á, là cái mối quan hệ giữa bạn với lại cái người cũ á, nó là một cái liên kết nó hơi karmic một chút xíu. Có thể là cái người đối tượng đó của bạn á, họ khá là tự ái, hoặc họ khá là gọi là xét nét kỹ lưỡng, hoặc là lời ăn tiếng nói của họ cũng rất là sắc sảo. Thì cái người này cũng có cái tính gọi là lạnh lùng, hoặc là kiểu như cũng hơi khó khó chịu, cái tính của họ cũng hơi khó chịu và khó khăn đó. Tuy nhiên và với cái năng lượng này á, thì mình nghĩ là tốt nhất là nên vui vẻ với bản thân của chính mình, cho dù người mới đến hay là người cũ đi thì gì đi chăng nữa, thì năng lượng này của bạn là đang rất là tốt. Nếu như mà bạn chọn cái sự tha thứ và giống như là bạn chọn cái việc là bạn sẽ tha thứ và chọn cái tình yêu, thì bạn có thể kết nối lại với cái người này bởi vì vẫn có cơ hội đó. Tuy nhiên là cái năng lượng này nó hơi ghen tuông, hơi nóng nảy. Nếu mà bạn chấp nhận chịu được, hoặc là bạn sẽ
nghĩ rằng là mọi thứ nó cần phải có cái sự cảm thông và tha thứ thì bạn có quyền quyết định, nhưng mà mình nghĩ là năng lượng này thì nó sẽ tốt hơn á, nó sẽ giống như là giải quyết được một phần nào đó trong cái năng lượng chung là như vậy. Nhưng mà cái người này thì mình vẫn thấy họ là cũng chưa kiểu là quay lại hoặc là quay đầu lại hoặc là kiểu như là hiểu và nhẹ nhàng hơn đâu. Mình nghĩ là cái người này tính cách của họ như vậy là cũng khó thay đổi. Nhưng mà cái năng lượng này của bạn á, là khi mà bạn có một cái cuộc sống tích cực và vui vẻ đó, thì chẳng những là người cũ mà là có những cái người xung quanh bạn, mình không nói người mới nhưng có những cái người đã tồn tại xung quanh bạn, họ vẫn muốn kết nối với bạn ha. Cho nên là người nào thì bạn có thể chọn nha. Nhưng mà cái năng lượng này thì mình nghĩ là nó là tốt. Còn nếu như mình còn mắc nợ người đó, mình với cái người đó vẫn là một cái kết nối mà bạn cảm thấy là bạn chưa bỏ được, giống như là một cái kết nối mà nó gọi là nó còn quá nhiều cái đam mê, nó còn quá nhiều cái sự cuốn hút, nó giống như là một cái thỏi nam châm vẫn còn hút nhau, thì bạn có thể tiếp tục để mà cải thiện cái mối quan hệ đó ha. Cũng không phải là điều gì là lập tức phải buông bỏ hoặc lập tức phải làm gì đó. Nếu mà mình đã cố gắng hết sức, mình đã bao dung, mình đã tha thứ, mình đã nhiều lần như vậy nhưng mà mọi thứ nó không thay đổi và mình chọn một cái hướng đi mới, thì cái đó là mình nên gọi là hết mình với lại cái thời điểm hiện tại, thì mình sẽ không có hối hận trong tương lai. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài của tù bài số 1 ở đây ha. Các bạn xem trải bài riêng thì inbox Facebook giùm cho mình. Bây giờ mình sẽ đến với cái tù bài số 2 nha. Ok. Ok, tụ bài số 2 sẽ bắt đầu ở 6 phút 7 phút đi bạn ha. 7 phút cho cái tụ bài số 2 ha. Rồi, tụ bài số 2 của chúng ta thì ở đây cái lời khuyên cho bạn đó là cuộc sống là những cái chuỗi những cái vòng xoay của cái cuộc sống, những cái quy trình của cái cuộc sống. Nó giống như là một cái cây, thì khi mà bạn gieo một cái hạt giống thì bạn phải đợi nó nảy mầm, rồi đợi nó cao lớn, rồi để nó vững chắc, rồi để nó ra cây, ra hoa, ra lá. Thì tất cả mọi thứ nó đều vận hành theo kiểu như vậy. Và đôi lúc á, có thể là dòng đời nó sẽ ép buộc bạn có cái sự thay đổi, hoặc là nó sẽ có những cái chặng đường mà bạn phải đi qua, bạn phải bước qua, thì bạn ngăn cản sự thay đổi đó, bạn hoặc bạn sợ hãi, bạn không bước qua, hoặc bạn không đối diện, hoặc là bạn ngừng lại, bạn làm cản trở cái dòng chảy cuộc sống, hoặc bạn không buông bỏ một điều gì đó, thì nó sẽ làm cho bạn có những cái sự áp lực, những cái stress không cần thiết ha. Vì vậy cho nên là tốt nhất là nên thả, giống như là thả lỏng một chút xíu. Nếu như cái điều gì đó nó tới thì điều là nó phải tới đó, và điều đó bạn nên trải nghiệm và nên xem nó là ok, nó bất ngờ và nó mang đến cho mình những cái thử thách trong cuộc sống. Nghĩa là không phải lúc nào cuộc sống cũng chỉ là màu hồng hoặc là màu đen, nó sẽ có lúc này, nó sẽ có lúc khác đó. Và tất cả những cái điều đó thì là có thể là những cái nghiệp quả hoặc là những cái quả mà mình đã gieo trồng từ những cái thời gian trước, hoặc là những cái lúc mình vô ý thức ha. Đó thì mình cũng sẽ phải nhận lại những cái hoa cái trái đó. Cho nên là cái việc mà mình chấp nhận hoặc là mình hoan hỷ cho cái điều đó để cho mọi thứ nó thay đổi, hoặc là mình trải qua thì mình mới có thể có cái sức đề kháng cho linh hồn của mình, cũng như là mình sẽ tốt hơn trong cái cuộc sống của mình ha. Đó thì cái cảm giác mà bạn cảm thấy không an toàn á, thì nó sẽ là một cái cảm xúc mà mình nghĩ đó là sự tiêu cực, nó là những cái phẩm cách dựa trên cái sự tiêu cực ha bạn ha. Cho nên là nếu mà mình nhận ra là ok, mình quá lo lắng hoặc mình luôn luôn cảm thấy không an toàn, thì tạm thời hãy đặt những cái điều đó xuống ha, để bạn không tập trung vào nó, thì bạn sẽ cảm thấy mọi thứ nó thả lỏng hơn. Thì cái năng lượng này đầu tiên của bạn á, là mình thấy là bạn là một người á, là gọi là cái thời điểm này là bạn có một cái liên kết hoặc là mối quan hệ. Cái người này rất rất là yêu bạn. Cái tình yêu này á, nó có thể là một người cung song ngư cự giải bò cạp, cung sử nữ, cung sư tử đó. Và cái năng lượng này là năng lượng tình yêu, là năng lượng mà hai người kết nối với nhau với cái chữ yêu ha bạn ha. Đó, thì cái năng lượng này mình thấy rằng là có thể hai người sẽ có những cái cuộc nói chuyện với nhau ha. Đó thì cái vấn đề trong việc nói chuyện hoặc là giao tiếp á, nó sẽ có một cái quy trình là gọi là lắng nghe và trả lời và phản hồi một cái cách cởi mở và
và kiểu như mình lắng nghe với một cái sự trân trọng, một cái sự quan tâm ha, thì càng như vậy thì cái mối quan hệ của bạn nó sẽ càng phát triển và nó tốt hơn. Đừng bao giờ bích tắc một cái mối quan hệ, giống như là trong lòng mình, giống như là mình để trong lòng, mình để cái bụng đó. Ví dụ như là kiểu như người này họ như vậy đó, họ nói chuyện với mình như vậy cho nên là mình để bụng, nên lần sau mình sẽ trả đũa lại như vậy vân vân á, thì nó sẽ làm mất đi cái kết nối trong cái việc chia sẻ, trao đổi, nói chuyện ha. Đó. Ok, mối quan hệ này thì mình nghĩ là tóm lại là giống như ở đây nó cũng có nói là mình nên thoải mái một chút, nên bao dung một chút, nên hoan hỷ cho những cái vấn đề trong cuộc sống một chút ha. Đó. Thì năng lượng ở đây thì mình vẫn cảm thấy là cái liên kết này á, đó là không phải là một cái liên kết mới ha. Đó, không phải là một cái liên kết mới mà là một cái liên kết mà bạn đang tồn tại hoặc là đang quen rồi. Và cái năng lượng này là nó bị áp lực bởi việc là hai người không có cái lòng tin, hoặc là một cái mối quan hệ mà nó bị như là một cái liên kết open relationship vậy đó, một cái liên kết mở vậy đó. Đó, thì mình cảm giác thấy là năng lượng này là năng lượng vui vẻ nè, kết nối tốt nè, hạnh phúc nè. Đó, còn một trong hai người sẽ có thể là có sự xa cách nhau do là đi nước ngoài, đi đâu đó, đi du lịch, đi đâu đó một cái khoảng thời gian ha. Đó, thì mình cảm thấy là năng lượng này là nên đặt cái niềm tin vào nhau. Và cái năng lượng này nó giống như nó có một cái khởi đầu mới từ cái câu chuyện cũ của bạn vậy đó. Đó, thì mình vẫn cảm thấy là năng lượng này nó sẽ là một cái giai đoạn, một cái giai đoạn mà nó vừa trải qua cái sự chia tay ha. Đó, có thể là một cái giai đoạn mà nó vừa trải qua một cái khoảng thời gian tăm tối của hai người ha. Đó, và có một cái sự bắt đầu lại trong đây, nó có sự khởi đầu lại, bắt đầu lại trong này. Trong cái năng lượng này á, thì mình thấy là tốt nhất á, thì là nên á, là mình nói là giống như là nên nhẹ nhàng, nên hoan hỷ trong tất cả những cái sự đối nhân xử thế ha. Đó, hãy sống cái cuộc sống của mình một cách thật là vui vẻ và chan hòa với tất cả mọi người. Đó, thì mình sẽ cảm thấy cuộc sống nó vui vẻ hơn, hoặc là cái người ta họ sẽ nhìn thấy mình, họ sẽ cảm thấy muốn kết nối với mình bởi vì họ nhìn thấy một cái năng lượng sự dễ chịu mà mình truyền tới cho họ ha. Đó. Ok, với cái năng lượng này thì mình nghĩ nó sẽ không phải là một cái mối quan hệ mới. Nhưng mà cái giai đoạn này thì năng lượng của việc chữa lành hoặc là soi sáng bản thân của bạn là nó cũng rất là cần thiết ha. Năng lượng này thì mình cảm thấy là cái chữ yêu nó cũng rất là nhiều, 2-3 lá để lập vào trong này, tức nghĩa là không phải là người cũ cũng không phải là người mới, mà là cái người này là cái người mà bạn với họ đều rất là yêu nhau, còn nghĩ về nhau và cũng có sự lo lắng về những cái vấn đề cũ hả, những vấn đề quá khứ ảnh hưởng vô trong này đó. Có cái sự lo lắng là liệu rằng là những cái vấn đề quá khứ nó có lặp đi lặp lại, có bị lặp lại nữa hay không, kiểu như là mình không có cái lòng tin kiểu vậy ha. Tuy nhiên là mình nghĩ là mọi thứ nó sẽ tốt lên trong cái khoảng thời gian tháng 8, hoặc là nó rất là hạnh phúc, cho nên là đây là một cái trải bài của tháng ha bạn ha. Rồi, mình sẽ kết thúc cái tụ bài số 2 ở đây. Các bạn xem trải bài riêng, có thể inbox Facebook dùm cho mình nha. Bây giờ mình sẽ đến với cái tụ bài số 3. Ok, tụ bài số 3 của chúng ta sẽ bắt đầu ở mười ba phút năm mươi cho các tụ bài số 3 ha, 13 phút 50. Rồi, với cái năng lượng này thì đầu tiên mình sẽ cảm thấy được là một cái năng lượng của sự chữa lành. Bạn hãy tưởng tượng rằng là bản thân của mình với lại những cái người xung quanh, những cái người mà bạn yêu thương đó, với cái mối quan hệ đó đều được bao quanh bởi một cái nguồn năng lượng màu sáng trắng, của giống như là một cái dòng nước nó đi qua, mà cái cơ thể mình cảm thấy rất là thoải mái và mình sẽ được chữa lành từ những điều đó, mình sẽ được gột rửa và mình sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa đó, và mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Những cái ngọn lửa nóng nảy bên trong bản thân của mình nó cũng sẽ được gọi là được xoa dịu đó, và nó sẽ cảm thấy là bạn sẽ cảm thấy mình trong vắt hơn, thanh khiết hơn, nhẹ nhàng hơn đó, và một cái gọi là trái tim trong sáng của bạn nó sẽ quay trở về với bản thân của mình, và sự bình yên nó sẽ quay trở lại. Với năng lượng này thì nếu như bạn trong một cái mối quan hệ ba người
mà bạn là cái người thứ ba hoặc là như thế nào đó, thì mình nghĩ rằng là một cái mối quan hệ mới nó sẽ đến với bạn và nó khá là tốt với bạn trong cái mối quan hệ mới này ha. Có thể là bạn sẽ thức tỉnh, bạn sẽ có thể là trải qua một cái giai đoạn healing tốt, chữa lành tốt, và bạn sẽ cho cái thế giới này biết được bạn là một người như thế nào, có giá trị như thế nào, bạn có một cái sự mạnh mẽ như thế nào, bạn có những cái ý thức nội tâm của bạn tuyệt vời như thế nào, và bạn đáng yêu như thế nào, và bạn thể hiện những cái điều đó ha. Và năng lượng này thì hãy bổ sung hoặc là bồi dưỡng cái sự tử tế, hay phát triển cái sự tử tế, sự tha thứ của mình, tha thứ cho chính bản thân mình, cho những cái người xung quanh của mình. Hãy nhìn những cái khía cạnh tốt trong cái tính cách, trong cái của cái người đó ha, và hãy mở rộng cái sự cảm thông ha, và hãy gọi là luôn luôn vui vẻ, luôn luôn tự do, và luôn luôn có một cái gọi là một cái năng lượng của sự buông xả, đừng có giữ trong lòng bất cứ điều gì nó mệt mỏi. Thì năng lượng này thì mình nghĩ là một cái năng lượng rất là thành công của chính bản thân của bạn, và vũ trụ say yes với bạn là trong một vài tuần nữa thì có thể bạn sẽ gặp người mới, bạn sẽ gặp những cái mối quan hệ mới, bạn sẽ có một cái năng lượng giống như tái tạo lại, làm mới lại, kiểu như là cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trong cái cuộc sống của bản thân mình. Điều này đó rất là tuyệt vời bạn ha. Thì trong cái mối quan hệ ba người đó đó thì mình cảm thấy là bạn sẽ có một giai đoạn như là bùng nổ, một cái giai đoạn có nghĩa là bạn phải sụp đổ, bạn sẽ xây dựng lại, hoặc là mọi thứ nó sẽ phải sụp đổ để bạn có thể giải phóng bản thân của mình nhiều nhất có thể ở đây ha. Và cái năng lượng này thì mình nghĩ là hai người lẫn đó, là một người cũ và một người mới, hoặc là hai người đến trong cái năng lượng tháng 8 này của bạn, thì điều đó rất là tốt ha, không có gì xấu cả. Cho dù là cái người cũ có đến thì mình nghĩ cái thời điểm này bạn cũng đã giải phóng bản thân mình và có những cái kế hoạch, những cái dự định cho cái tương lai của bạn, hoặc là bạn đã có những cái gọi là ấp ủ trong bản thân mình về về nhà cửa, về con cái, về những cái vấn đề mà mang đến cho bạn một cái cuộc sống bình an, tốt đẹp, những cái sự chữa lành, hoặc là kết nối với những cái người đúng đúng hơn, đúng tần số hơn với mình, vân vân. Đó thì cái năng lượng này mình thấy là như vậy, và có những cái cuộc gặp gỡ bạn bè rất là vui vẻ. Cũng như là đã đến cái thời điểm mà bạn sẽ phải gieo những cái hạt giống mới ha cho cái cuộc sống của mình, cũng như là kiểu như là bạn cũng sẽ làm một cái giai đoạn mà bạn bắt đầu có thể nhìn thấy những cái điều xung quanh của mình nhiều hơn là nhìn thấy cái tình yêu không đó. Thì mình cảm thấy cái năng lượng này giống như là bạn thành công là bởi vì bạn 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 bạn, bạn từ trong cái vỏ kén, bạn có thể đục cái vỏ kén đó để mà tung bay ra giống như là một con bướm đó. Bạn đã có thể thay đổi, bạn có thể đã làm quen với những cái không gian, những cái môi trường mới, bạn có thể tìm ra được những cái chân lý trong cuộc sống, hoặc là bạn có thể tự do và thoải mái hơn, bạn có thể chữa lành bản thân mình, không có còn mệt mỏi, bạn có thể là đã tập trung vào cái giá trị riêng của bản thân mình, cũng như là không làm đẩy lùi cái bóng tối trong bản thân của mình ha, rất là tốt. Và kiểu như là mình cảm thấy là cái sự thức tỉnh này nó rất là cần thiết đối với bạn, và nó là một cái điều tốt, nó là một cái ân huệ để bạn có thể kết nối với đúng người hơn và tìm thấy cái sự bình yên của bản thân mình hơn. Ok, mình sẽ kết thúc trải bài của cái tụ bài số 3 ở đây. Các bạn xem trải bài riêng có thể inbox Facebook cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những trải bài sau ha.